lời chào buổi sáng đến quý vị. Yến Thi và Lê Nam rất vui khi quý vị đã chọn podcast Nghe Nhanh 6 giờ của Báo Thanh Niên để khởi động ngày mới. Quý vị hãy nhớ nhé, ngày mới luôn mang lại nhiều cơ hội để chúng ta tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Mấy chúc quý vị có một thứ ba vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Chương trình hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý trong chuyển động 24 giờ qua. Như thường lệ, Nghe Nhanh 6 giờ được phát vào lúc 6 giờ mỗi ngày tại mục podcast trên Thanh Niên Online và kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, Lê Nam và Yến Thi đã sẵn sàng khởi động những tin tức đầu tiên của Nghe Nhanh 6 giờ. Trẻ dưới 14 tuổi khi làm hộ chiếu không cần xuất trình giấy khai sinh. Khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây vào ngày 29 tháng 4. Tòa chưa nhận được đơn rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Hoài Thát Trơ không nghiện ma túy, chỉ bán lẻ kiếm sống qua ngày. Thời tiết nắng nóng gay gắt tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua khiến người thuê trọ sợ hãi chính căn phòng của mình. Nội dung này sẽ được đề cập trong Góc Nhìn sáng nay. 4,3 tỷ đồng là cái giá để sở hữu một hòn đảo đẹp ở Scotland. Quý vị hãy chờ nghe thông tin thú vị này trong Chuyển động toàn cầu. Và còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ lần lượt được chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay. Sau đây, mời quý vị đến với điểm tin trong nước. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp hội đồng thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Công an, cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất nhiều quy định mới liên quan đến công tác cấp hộ chiếu phổ thông cho người Việt Nam. Trong đó, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định người chưa đủ 14 tuổi phải cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh. Lý do là hiện nay đã hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể tra cứu thông tin dễ dàng, không cần thiết phải đề nghị công dân cung cấp bản sao hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Hôm qua, ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định ban hành kế hoạch 487 về việc tổ chức lễ khánh thành các dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ được khánh thành sớm hơn một ngày, vào ngày 29 tháng 4 thay vì là ngày 30 tháng 4 như dự kiến. Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa đưa vào sử dụng thời điểm này như kế hoạch ban đầu. Ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây có 7 nút giao. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 4 chỉ mới đưa vào khai thác 3 nút giao. Đó là nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, nút giao Ba Bào, đường nối từ điểm cuối cao tốc đến quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận và nút giao còn lại là đoạn giao với quốc lộ 1 tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trước thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, trong vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi, rút đơn kháng cáo trước ngày xét xử phúc thẩm, nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên cho biết, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được đơn này. Tương tự, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng chưa nhận được thông tin về đơn xin rút kháng cáo. Trong khi đó, phía luật sư của bị cáo Trang từ chối trả lời các câu hỏi. Sau khi bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi. Theo dự kiến, ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại, đề nghị xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột bé gái bị bạo hành, đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Hồi tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, bị phạt mức án 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Liên quan đến vụ việc nữ diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng, 48 tuổi, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Đống Đa cho biết đang làm rõ hành vi của nữ diễn viên để có biện pháp tố tụng tiếp theo. Theo công an, nữ diễn viên Lệ Hằng chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền sống qua ngày, chứ không sử dụng chất ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang,
Công an quận Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy. Diễn viên Lệ Hằng từng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, là diễn viên khá nổi tiếng, đóng vai Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em, một bộ phim đình đám vào năm 1997. Ngoài ra, Lệ Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn. Năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quá trình sinh sống tại quận Đống Đa, Lệ Hằng nằm trong diện theo dõi vì nghi vấn là chân rết của một đại lý ma túy trên địa bàn. Sau đó thì bị bắt quả tang đang bán ma túy cho khách. Cùng đến với góc nhìn sáng nay, Yến Thi này, không biết Yến Thi có cảm thấy giống như Lê Nam không? Khi mà những ngày qua thì điều làm anh ám ảnh nhất chính là nắng nóng. Cái cảm giác mà nóng mà oi khó chịu vô cùng luôn. Thật sự là không chỉ anh Lê Nam thấy như vậy đâu. Cả Yến Thi và chắc hẳn là quý vị thính giả của Nghe Nhanh 6 giờ cũng có chung một cảm giác rất là khó chịu, mệt mỏi vì nắng nóng đúng không ạ? Thật mừng là sau khi đón cơn mưa quý như vàng vào chiều tối hôm qua thì hiện giờ Yến Thi cảm thấy cũng dễ chịu hơn một tí xíu rồi đó Lê Nam. Mong rằng là sẽ còn nhiều cơn mưa như vậy nữa trong những ngày tới. Thưa quý vị, những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Nam Bộ nói chung đã quay trở lại với cái nắng gay gắt, oi ả. Khoảng thời gian này được dự báo là những ngày nóng nhất trong năm. Ở đô thị đông đúc như thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng càng thêm khó chịu với những người lao động, người có thu nhập thấp. Khi mà một chiếc máy điều hòa trong căn phòng trọ là một điều rất xa xỉ với họ. Chúng ta hay nói, ngôi nhà là nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Thế nhưng, những ngày tháng tư này, nhiều người sống trong các dãy trọ ở thành phố Hồ Chí Minh lại sợ hãi với chính căn phòng của mình. Phòng trọ của chị Phạm Thị Thoa, ngụ quận Tân Phú, lợp mái tôn, lại không có tấm cách nhiệt nên là những ngày nắng nóng, chị phải dẫn con đi ra ngoài tránh nóng và chỉ về phòng để ăn uống tắm rửa. Mỗi lần về phòng cũng phải bật tất cả quạt và thêm chậu nước phía trước để cho đỡ nóng. Vừa nãy em mới chở cu đi cắt tóc rồi cho đi ra công viên chơi mới về tắm. Nóng quá, ở nhà không chịu nổi. Kêu nóng thế là cởi đồ ra đi tắm, tắm xong rồi thì về ăn xong tí nữa lại chở đi ra ngoài chơi cho mát, mua đá về thả vào trong thau nước cho nó bốc hơi lên cho nó mát. Trẻ con mở tủ lạnh ra ngồi trong cho mát. Chưa cái thời điểm này là em ở nhà thấy nóng, tại vì đi làm thì bật máy lạnh cả ngày ấy. Thế là ở nhà không có máy lạnh nóng. Mẹ con ở nhà tạm chở nhau đi về ăn uống xong rồi lại đi chơi cho trẻ con nó đi rong rong đỡ nóng. Trong khi đó, hàng xóm của chị Thoa mỗi lần trời nắng nóng đều phải đóng hết cửa và chạy máy điều hòa liên tục. Một số phòng có máy điều hòa nhưng để tiết kiệm họ chỉ bật buổi tối, còn ban ngày thì tìm ra bóng cây trước dãy trọ ngồi nghỉ ngơi. Ông Nguyễn Văn Hải nói. Nói chung thì nó cũng bị oi bức, cũng bực bội này kia nọ, ai cũng vậy thôi chứ không phải riêng mình. Thì bằng ngày thì quạt đó, bằng đêm thì quạt điều hòa chứ. Bà xã đi làm, mình ở nhà cũng ra ngoài này ngồi mát thôi chứ. Một số người làm việc ngoài đường cũng thường phải tìm bóng cây để tránh nóng. Đến tối trở về nhà cũng phải chờ đến 9-10 giờ tối mới có thể đi ngủ do quá oi nóng. Ông Nguyễn Hải, ngụ quận Bình Tân cho biết. Dãy trọ thì nó nóng kinh khủng luôn. Tức là không dám vô nhà, cứ lằng quằng ở ngoài hẻm á, rồi đến lúc mà nó mát mát, rồi đầu là 9-10 giờ rồi mình đã vô mới nghỉ được, chứ còn không nóng chịu không nổi, thì phòng trọ là nó diện tích nó chật hẹp, cho nên nó khó cái mà cái nhiệt độ để cho con người mình nó chịu nổi, nhất cậu nhất là mấy cái bé nóng quá. Thời tiết nắng nóng liên tục những ngày qua làm cho ông Hải lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe vì căn bệnh tiểu đường. Ông luôn phải mang theo nhiều nước và thuốc để đề phòng trời nắng sẽ bị xỉu. Ông cũng mang theo võng để có thể tranh thủ nghỉ ngơi dọc đường. Dù vậy, trời có nắng nóng cỡ nào, ông vẫn cố gắng chạy xe khi có khách gọi chở hàng. Nói chung thì mình nghỉ bóng tay chứ còn mình không có vô quán nó tốn tiền. Nhà nào mà người ta đóng cửa rồi thì mình vô được. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ hôm nay có nắng nóng, xảy ra diện rộng với Nam Bộ nhưng sẽ giảm nhẹ cường độ, cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ. Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ở ngưỡng 10,
ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Vâng, và trước tình hình nắng nóng như vậy, thì theo lời khuyên của các bác sĩ da liễu, để hạn chế tác hại của tia UV, chúng ta nên tránh ra ngoài vào trời nắng gắt. Khi buộc phải ra ngoài thì chúng ta nên chủ động mặc áo chống nắng, đội nón rộng vành, đeo kính quý vị nhé. Chuyển sang mục lướt mạng, hot girl ống nghiệm, không biết là Yến Thi còn có nhớ cô nàng danh xưng này không? À, em nhớ chứ, hot girl ống nghiệm Lan Thi, cô nàng đã rất là nổi tiếng vào năm 2016 đúng không ạ? Đúng rồi đó Yến Thi ơi, Lan Thi là một trong ba em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1998. Cô từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2016. Cô đạt giải 3 và được nhận học bổng toàn phần của Đại học FPT đến một trường học danh tiếng ở Nhật Bản. Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, Lan Thi cũng từng gây xôn xao dư luận khi vướng lùm xùm lúc đi du học. Và mới đây, trên một diễn đàn sắc đẹp đã đưa hình ảnh hot girl ống nghiệm Lan Thi là thí sinh cuối cùng vào vòng chung khảo của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Đồng thời, trang này còn liệt kê những thành tích mà Lan Thi giành được trong suốt thời gian qua. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp Việt. Một số tài khoản cho rằng người đẹp sinh năm 1998 không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này vì những ồn ào trước đây. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện ban tổ chức cuộc thi khẳng định đây là thông tin sai sự thật và hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh ghép. Trước đó, vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Miss World Việt Nam chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 23 tháng 4. Sự kiện có sự góp mặt của bà Phạm Kim Dung là trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vi, Đỗ Thị Hà, Bảo Ngọc, Mai Phương, Á hậu Phương Anh, Phương Nhi và diễn viên Vân Trang. Sau khi trải qua các phần thi nhân trắc học, khách quốc và phỏng vấn kín, ban giám khảo đã chọn ra 47 thí sinh xuất sắc để bước vào vòng chung khảo. Theo ban tổ chức cuộc thi, buổi sơ khảo tiếp theo của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là điểm tin giải trí. Thưa quý vị, từ khi công khai mối quan hệ, chuyện tình cảm của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Sắc Bình, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Cặp đôi này thường xuyên bị cư dân mạng quay lại những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thu hút lượng lớn tương tác bình luận. Điều này khiến Phương Oanh cảm thấy mệt mỏi vì bị mất dần sự riêng tư. Cô tâm sự với phóng viên Báo Thanh Niên: "Tôi là người của công chúng nên việc bị quay lén trước đây cũng có. Tôi không khó chịu khi bị quay lén, nhưng hiện tại thì tôi cảm thấy mệt mỏi và đau lòng. Tôi nghĩ chuyện tình cảm của mình không đáng để bị đem ra làm trò cười cho họ mãi như vậy." Phương Anh phân trần rằng việc thể hiện tình cảm bên người yêu là chuyện bình thường. Nữ diễn viên cho biết bản thân cũng không có hành động gì vượt quá giới hạn, không đáng nhận về những chỉ trích tiêu cực từ cư dân mạng. Phương Anh nghẹn ngào rằng suốt 8 tháng qua, cô bị dân mạng tấn công liên tục, chịu đựng tiêu cực trong khoảng thời gian dài khiến nữ diễn viên mệt mỏi, bế tắc. Phương Anh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình xác nhận hẹn hò vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Sắc Bình đang độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Trong khi đó, Sắc Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải là người thứ ba. Sau đó thì vợ của Sắc Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng trước mối quan hệ của cả hai. Nghe nhanh 6 giờ sẽ tiếp tục với chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, Reuters đưa tin trong cuộc tranh luận trên mạng xã hội với tác giả người Mỹ Stephen King ngày 23 tháng 4, tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc điều hành của SpaceX, Tesla và Twitter, nói ông đã hỗ trợ cho Ukraine 100 triệu đô la Mỹ trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, sau khi tác giả người Mỹ nói rằng vị tỷ phú nên quyên góp một phần số tiền thu được từ chính sách thu phí mới của Twitter cho Ukraine, ông Musk đăng tweet với nội dung: "Tôi đã quyên góp 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Ông đã quyên góp bao nhiêu?" Ông Musk cũng đã đăng lại một tin nhắn Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Mikhailo Fedorov gửi hồi tháng 10 năm 2022. Trong tin nhắn, ông Fedorov cảm ơn CEO của SpaceX vì đã cung cấp mạng vệ tinh Starlink của công ty cho Ukraine. Theo ông Fedorov, điều này là cực kỳ quan trọng. Ông chủ Twitter cũng chỉ ra rằng SpaceX đã từ chối khoản tài trợ để thanh toán chi phí vận hành hệ thống mà Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị.
Năm ngoái, ông Musk ước tính chi phí này sẽ lên tới 100 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2022. Hòn đảo có tên Balloco ở ngoài khơi Scotland vốn được đánh giá là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và hệ sinh thái đa dạng. Và quý vị thính giả nào có hứng thú thì cơ hội để sở hữu hòn đảo này đang trở nên rộng mở. Theo thông tin giao bán của công ty bất động sản Gravebridge đăng rộng rãi ngày 20 tháng 4 với mức giá từ 150.000 bảng Anh, tương đương 4,3 tỷ đồng, người mua sẽ có cơ hội sở hữu đảo Balloco ngoài khơi bờ biển Scotland. Đảo Balloco là một khu vực nhiều người thường bỏ lỡ khi đến Scotland, nơi có một số phong cảnh đẹp nhất, bờ biển tự nhiên và những khu rừng rộng lớn cùng với mật độ dân số rất thấp. Ngoài ra, hòn đảo rộng 101m² đã được chính phủ Scotland đưa vào danh sách những địa điểm khoa học được quan tâm đặc biệt khi sở hữu khung cảnh nên thơ và sự đa dạng sinh học với hệ thực vật, động vật và địa chất đặc biệt. Tuy nhiên, công ty Gravebridge cũng lưu ý một số vấn đề mà các khách hàng tiềm năng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Theo đó, hòn đảo bị ảnh hưởng từ tác động của thủy triều và việc tiếp cận hòn đảo bằng đường bộ và bằng thuyền chỉ khả thi khi thủy triều rút. Và nếu quý vị nào đang có suy nghĩ tạo cho mình một hòn đảo thế này thì hãy nhanh tay cân nhắc nhé, bởi vì hiện đã có tới 50 khách hàng tiềm năng chú ý đến thương vụ này. Tiếp theo là dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, tại Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 26 độ. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, trời chuyển mát. Riêng vùng núi trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng vùng núi là từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ, riêng vùng núi là từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, hôm nay trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng nghe nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên đã hết. Thay mặt ekip, Yến Thi và Lê Nam chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Lê Nam xin được nhắc lại để quý vị không quên nhé. 6 giờ sáng mỗi ngày là khung giờ quen thuộc của nghe nhanh 6 giờ trên mục podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Tiếp nối chương trình này, Báo Thanh Niên sẽ có bản tin giao tranh giữa Nga và Ukraine được phát vào lúc 6 giờ 30 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.